đi quýt cái kèm vô nói tên bạn thì cái trong giấy á thì tên của người kia phải không? Dạ. Vô mắng một hơi, mắng trên metro hen, cô xảo chá cái này cái kia nọ đủ thứ hết trơn. Mắng giữa metro hỏi hết trơn mấy người này kia, hỏi hết cho người ta nghe hết trơn. Nói là xảo chá này cái kia nhiều lắm, nói nhiều lắm. Mà để mắng chữ rồi bà khóc lên khóc xuống, chỉ khóc luôn, chữ chỉ khóc luôn. Nhưng mà thời điểm gần đây cô thấy trên mạng vậy đó, cô thấy sao, có bất ngờ không cô? Bất ngờ, cô nói chờ nghe thiệt tình rồi, bởi vậy nó lộ ra hết trơn. Cô nói trời ơi, bởi vì hồi đó là cô nói trời ơi, cô suy nghĩ hoài, ủa ông thầy này thần tượng mà sao mà giờ trở lại đây là mình thấy bao nhiêu đó, là mình thấy con người là không có tâm rồi. Cô đã phát hiện lên từ cái thời điểm đó ha. Đúng rồi, từ hồi mà nói chị cô là cô mới thức tỉnh thiệt. Cô nói với người là hoài mới hiểu nhất đấy mà. Tại tại thiệt tình là tôi hồi đó là tôi thiệt tôi là nghe ông chị hai tôi rất mừng về đây nha, cái quê hương mình nhà dầm sâu nặng xa thầy giỏi gì vậy chị, là mình mừng lắm thiệt, cho bà con người ta hết bụng mà đã đời về đây tôi thất vọng rồi, thấy nói chuyện với chị tôi là tôi thấy thất vọng. Anh thầy này là không có bây giờ không biết sao cho nó không có giọng rồi, cái lên mạng bà Hằng này nghe rồi cô mới nói mấy người đời mới nghe. Bởi vì đợt này ra nó dở lẽ ra vậy cô mới nói cái cảm giác của cô là nó chính xác luôn ha. Đúng rồi. Người cầm người biết mà thấy không lại hết hết trơn. Không ai hết chứ. Thì bởi con đi rất là nhiều luôn rồi, đi cũng... Có ai hết không con? Không có ai hết chứ con. Đúng rồi. Coi như là hết là mình chỉ mình coi được trên truyền hình, trên mạng thôi. Trên mạng là thấy hết rồi. Nói chuyện được thôi đó. Bỗng biết có đau quá là có canh thiệt không? Đó mình cũng không hiểu. Thì cũng có một số thông tin ta nói là cái đó là giống như là cái người ta dàn dựng, con đi theo á, giống như người ở đâu hết không à, chứ không phải là người ở ở chỗ mình, chỗ mình chỉ đây nha. Tại đây có người hết thì mình tin tưởng thiệt. Còn người ở đâu lại không à? Bởi vì người ta nghi ngờ cái cách chữa bệnh của ổng giống như là dàn dựng lên vậy. Dàn dựng lên. Dạ. Ca sĩ hay là ở đâu đó em lại từ xa đem lại để em làm nó thì thấy đi được, còn dân tay thấy đi không được. Dạ. Tôi nói cái căn biết bác sĩ người ta soi từ cái sợi dây nhỏ lớn người ta còn biết được nữa mà tất cả cho không hết nữa, thấy không? Cái nguồn thần tiên nữa thì hoặc mai với trời cái đó là bẩm sinh rồi. Dạ, bác sĩ người ta còn không trị được. Dạ. Khoa học người ta hay tớ nào không mà còn bẩm không được. Hồi đó thì nghe nói là cô cũng trời ơi mừng sao không thấy giỏi người chị ấy xuống mình cũng mừng mà qua rồi cũng được thấy làm chị mà cô rồi là cô nói ông thầy này thôi. Còn lúc nói hồi đó là chị lúc đầu thì mình hy vọng hay coi thần tượng luôn á, nghe nói là thần tượng mừng đợi mình qua ghép chen vô mình thấy mặt ông thầy này coi nó làm sao. Thì về có mấy ngày đây là ông như ông yên về đây hết trơn hả con, cũng ở đây mấy ngày chị luôn hả con? Ba ngày hả con? Vậy con không biết ở đây tại vì con có mấy cái có mấy người ta coi á, ta xem á, người ta nhắn tin nó xuống tại chợ này nè, xong mà xuống đây rồi có nói cái chú tiếu hồi nãy vậy đó, người ta cũng nhắn tin xuống đó. Ở đây là con đi về lên cái ba tầng nó bao nhiêu này, đi đẳng chút xíu quá 200 mét. Dạ.
có này lại là có cái lại đó, có nhà thái thì hỏi nhà của thằng tiếng là tỷ thôi. Cảm ơn cô nhiều ha. Dạ. Còn tí nữa là lại chỗ chú Luân, chỗ chú Tiếu này. Họ đi làm xa hả cô? Hình như cái lúc đầu mà chị bệnh cho chị, cô giống như la vậy đó, cô đã thấy thất vọng rồi. Nhưng mà thời điểm gần đây cô thấy trên mạng vậy đó, cô thấy sao, có bất ngờ không cô? Bất ngờ. Tôi nói trời, nó thiệt tình rồi, bởi vì nó lộ ra hết trơn. Tôi nói trời ơi, bởi vì hồi đó là cô nói trời ơi, tôi suy nghĩ hoài. Ủa ông thầy này thần tượng mà sao mình về trở lại đây là mình thấy bao nhiêu rất là mình thấy con người là không có tâm. Cô đã phát hiện từ cái thời điểm đó ha. Đúng rồi, từ hồi mà nói chị cô là cô mới thức tỉnh thiệt. Cô nói với người đàng hoàng mới hiểu nhất đấy. Tại thiệt tình là tôi hồi đó là tôi thiệt tôi là nghe ông chị hay, tôi rất mừng về đây cái quê hương mình, nhà dầm sâu nặng xa thầy giỏi gì vậy chị, là mình mừng lắm thiệt, cho bà con người ta hết hồn mà đã đời về đây tôi thất vọng. Mọi khi thấy nó nói chuyện với tụi tôi là tôi thấy thất vọng, anh thầy này là không có bây giờ không biết sao cho nó không có giọng. Rồi tôi lên bởi vì đợt này ra nó dở lẽ ra vậy, cô mới nói cái cảm giác của cô là nó chính xác luôn ha. Đúng rồi. Nhiều người ta lầm tại vì chỉ biết ổng trên mạng, trên TV rồi thôi, là ổng rất là nói chuyện rất là nhỏ nhẹ, rất là hiền, đạo đức không à. Với cô thấy anh chị bảo nói cái gì mà cô về cô cũng nằm đi, tôi suy nghĩ rồi. Bây giờ ví dụ người ta ở khác hay làm gì đi, mình cũng không có được gì quá, cái đám đông mình nói người ta cái câu nói quá như vậy. Về tu nhân tức lúc ở đầu không có ấy đồ này kia, nó là con cháu nó mang cái nghiệp như vậy. Ví dụ như chị không được không hết là nó bị nghiệp hồi kiếp trước ăn ở ác nhân thất đức vậy. Nó câu nói vậy đó, về phải tu tâm dưỡng thánh lợi rồi ở kiếp trước ông bà là ở đời không có đức thì sao nó nói văn qua nó hay lắm, mình nói lại thì nó không hay bằng ổng nha. Nhưng mà giống như là nói ra giống như chữ mình hả? Đúng rồi, chữ mà chữ cao đó. Dạ. chữ mà chữ giống như dạy mình vậy. Dạ. Người ta bệnh thôi, giờ mình chị bệnh được thôi, giờ về cũng muốn ăn gì ngỡ lành ha, ăn chay nguyện thật cho con, cầu nguyện cho con nó qua khỏi gì ha. Mình nghe mình cũng nghe thông cảm cho trời. Anh con hay hát được cái cô thấy vậy thì cô vậy là anh có bà vợ tôi khuôn bán bà gì chứ bà sao này lên cái vụ biết này cô biết cái nhân là cái tâm cô nghĩ là không có chồng mình được đó bà mà. Tại hồi trước mình nghĩ rồi nhưng mà không dám nói ra hay cô? Không dám nói. Dạ. Người ta sợ, không biết người ta coi không, mình không dám nói. Tại vì ông được quá cho nhiều người thần tượng. Quá nhiều. Bà đó là bà nãy người nghe tự chết rồi, bà nãy người là bà nhảy, bà đó là bà nãy người nghe tự chết rồi, bà nãy người là bà nãy người nghe tự chết rồi, bà nãy người là bà nãy người nghe tự chết rồi, bà nãy người là bà nãy người nghe tự chết rồi, bà nãy người là bà nãy người nghe tự chết rồi, bà nãy người là bà nãy người nghe tự chết rồi, bà nãy người là bà nãy người nghe tự chết rồi, bà nãy người là bà nãy người nghe tự chết rồi, bà nãy người là bà nãy người nghe tự chết rồi, bà nãy người là bà nãy người nghe tự chết rồi, bà nãy người là bà nãy người nghe tự chết rồi, bà nãy người là bà nãy người nghe tự chết rồi, bà nãy người là bà nãy người nghe tự chết rồi, bà nãy người là bà nãy người nghe tự chết rồi, bà nãy người là bà nãy người
đau bệnh vậy mà lại cần tôi vậy, tôi cũng phải chữa cho cái người đó cho hết, phải không? Ví dụ con chờ là có tấm lòng vậy mà về ví dụ đi rồi người ta hết bệnh rồi từ đầu người ta thấy sẽ là biết cái con đường đó là người ta đi, thấy không? Còn này cho có giấy thì chị còn chặt chút là bắt đầu ngày cuối cùng rồi chứ phải ngày đầu tiên á, thì giờ chờ cho tới tên tới ngày kia rồi. Còn này ngày cuối cùng rồi, 8-9 giờ tối rồi còn gì nữa. Tính ra là mai cho chị của cô đó. Đúng rồi, mai đó. Tại ông bà chắc cũng thấy một cái gì chắc cũng khiến cho vậy là về giờ chị hết thì chị mừng hết. Coi như về đi về bác sĩ chị hả con? Bác sĩ là thằng đi đó, chị mới thờ phần, chị mới cung kính phần, rồi uống nước đó, thử nước đó, rồi cho đi bác sĩ, cho là thầy đặt thuốc cho nó hết bệnh vậy đó. Dạ. Rồi cái chị đâu dành cả năm mà giờ chị hết trơn, chị mập mạp lên thì chị mừng. Cũng may hay con? Trong cái giống như là mình gọi là cái gũi, nhưng mà đẹp, tính ra giờ là có đó là tính cái mai của mình. Cái mai của mình. Hình như là thứ hai là ngày 4 mà chị cũng có chị ổng có nghĩ rồi. Không biết bọn bà kia á. Đâu chú lại ngay cái tiệm cuối cùng này nè, cái bà bán tiệm cuối cùng này. Dạ. Như bà có 4 ngày mà chú có chị ổng. Không hết. Dạ. Người mấy người ta hay trước thì ta bắt số trước thì ta được, còn mấy người ở xa rồi mấy người hay sao đó, thì bắt số thì cũng biết nhiêu số bắt rồi mà, nhưng mà chị không tới là hết ngày rồi. Cái lượng người lại quá trời đông luôn, với một phần là người ở đâu lại nhiều lắm con vợ. Ừ. Người lạ ở xứ khác lại đúng rồi, xứ khác lại nhiều lắm. Vâng, cảm ơn cô chú đã theo dõi video. Nhờ cô chú chia sẻ, mi đăng ký kênh để tiếp tục được cập nhật những thông tin mới nhất về vụ việc của ông Võ Hoàng Yên đã về khu vực Hậu Giang để điều trị bệnh cho bà con. Thì qua cái video này thì những người đã lúc trước hay thần tượng ông Võ Hoàng Yên thì bây giờ tỏ ra vô cùng thất vọng với cách mà đối xử với người bệnh và cách trị bệnh. Coi như là hiện tại ông Võ Hoàng Yên đã được, không còn được thần tượng như thời điểm xưa nữa. Bây giờ hiện tại mất lòng bà con rất là nhiều. Thì mời cô chú anh chị tiếp tục theo dõi những video tiếp theo trên kênh Miền Tây Hậu Giang nha. Vâng, tính xin chào hẹp lại. Vâng, bên cạnh đó thì có những thông tin nào liên quan đến vụ việc của ông Võ Hoàng Yên đang khám chữa bệnh cho bà con ở khu vực Hậu Giang thì mời bà con mình có thể viết miễn bình luận bên dưới ha, để chúng có thể cập nhật thêm những cái thông tin mới để cho bà con mình gần xa được biết thêm. Vâng, tuấn xin chào ạ.